Chị sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ nhỏ chị đã phải chạy xe ôm nè, phụ hồ nè để nuôi 6 đứa em ăn học. Có cái thứ gì trên đời này khổ cực nặng nề nhất mà chị chưa từng trải qua đâu không? Xin lỗi em chứ cái đầu của ông chị bằng còn được nữa chứ đừng có nói cái chai La Vi à. Trước khi mình bước xuống khỏi giường mình vào bàn làm việc của mình, nhớ mình là hôn chồng mình một cái cho ổng biết là mình chuẩn bị đi học nhưng không hề quên ổng bao giờ, phải không? Đôi khi làm cả trăm việc người ta không để ý tới mà hôn cái người ta lại phát hiện ra là mình rất là yêu thương người ta. Con người ngộ lắm. Có những cái việc nó rất là dễ nhưng mà chúng ta lại nghĩ rằng ôi quan trọng gì, thế rồi chúng ta không làm, thế rồi chúng ta suốt ngày làm toàn những cái việc cực khổ, phải không? À, đời chúng ta sống trong thì rất là tốt nhưng mà kết quả thì rất là tiếc, bởi vì chúng ta không hiểu cái chúng ta không hiểu nên chúng ta mệt. À, chúng ta làm điên cuồng nhưng mà cuối cùng là cái kết quả nó không như ý chúng ta. Các lĩnh vực đều là như vậy, làm tình cũng vậy, làm tiền cũng vậy. Làm tiền tức là chúng ta làm những cái việc mà nó tạo ra tiền thì ta gọi là làm tiền. Còn làm cái gì mà ta tạo ra tình cảm trong gia đình, trong các cái mối quan hệ thì gọi là làm tình, được không? Ví dụ như mình mua quà mình tặng bạn của mình, đó, làm cho người ta yêu quý mình, người ta thấy mình quan tâm tới người ta, đó gọi là làm tình, được không? Rồi đi dưới quê lên, mình có một chục trứng gà, hai chục trứng gà, mình chia ra làm ba, làm bốn gì đấy, mỗi người vài trứng cho vui. Thế họ thấy mình là nhớ tới người ta trong những cái điều tốt đẹp, thế là họ yêu quý mình, thế người ta gọi là làm tình, được không? Họ làm tiền tức là cứ làm cái gì mà có tiền thì gọi là làm tiền, được không? Có những người thì rất là giỏi làm tiền nhưng mà rất là kém làm tình. Ai ở đây gọi là giỏi làm tiền mà kém làm tình thì comment số 1. Đó là tôi làm việc tôi thấy dễ ẹt, mà sao cứ làm chồng con vợ con vui tôi thấy mệt quá, được không? Tôi thấy mệt quá. Cái miệng mình mà cứ mở miệng ra nói tôi thấy mệt quá là biết ngay là biểu hiện đó là làm tình yếu đó. Ai đây nói trời ơi tôi mà tôi giảng từ sáng tới chiều giảng cũng được luôn đó. Thầy biểu tôi làm doanh thu 10 tỷ tôi làm 10 tỷ, 20 tôi làm 20, 50 tôi làm 50. Chứ mà biểu làm cho ông chồng tôi vui sao đối với tôi cho khủng khiếp đó, phải không? Mệt lắm thằng cha nội đó, nó không biết điều, phải không? Cho tôi làm cực khổ tôi đem tiền về tôi lo cho gia đình rồi, cơm nước đầy đủ rồi còn đòi cái gì nữa. Đó, kiếm được người vợ như tôi là tu mấy kiếp chứ đâu phải đùa. Đó, tự nâng giá mình lên luôn, phải không? Đó, nước mắm mà nâng lên tới mật ong luôn rồi, phải không? Rồi tự làm khổ mình ha. Trong khi ông chồng ông không có cần mình làm nhiều như vậy, ông cần mình làm cái thứ ông cần mình lại không làm, phải không? Nhưng ông chồng ông ra ngoài ông xông pha, trái phải chinh chiến, ông lo lắng được cho gia đình rồi. Lúc đó ông cần về nhà ông thấy vợ ông trong cái trạng thái sinh sống ha, thơm tho không, rồi là bánh bèo tí càng tốt. Khờ khờ tí càng tốt, không mình lại về cuộc sống căng thẳng về lại nhìn thấy vợ lấy cái quần của mình mang, không đấy, quần thì cũng không làm như là nhà không đủ tiền để mua quần nữa là lấy quần của chồng mang rồi. Thế mà người ta tưởng đâu hai thằng Phong ở trong nhà ta hết hồn hết vía luôn, không lấy chồng có nhiều bà ngộ thì lấy cái chồng quần của chồng mang, nói cái này vừa với em là mang luôn, rồi lấy một cái áo của chồng rồi mang là thành hai ông chồng trong nhà, không đó ông đụng vào mình một cái thì ông nghe bên phải thì chinh xu bên trái này thì năm ngư đó, đấy, rất là phiền phức ha. Đấy, ông chồng cũng cần một cái sự gọi là chiều ngọt trong gia đình. Tôi có cái người chị mà ở ngoài Hà Nội đó, tôi kể anh chị nghe, chị là kinh doanh đa quốc gia, đó là chị buôn đàn bạn gái mà giỏi dữ lắm, giỏi kinh khủng, buôn gỗ ở Nam Phi, đi Nam Phi mà lấy gỗ về Việt Nam mà kinh doanh bàn ghế gỗ trong, rồi các cái cơ hội kinh doanh rồi, hàng hóa ở Trung Quốc rồi rành lắm, cái gì cũng giỏi, đó là một gọi là một người nói rất là giỏi. Đó, rất là nhiều ông đàn ông mà có muốn ước được một 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 phần của chị cũng không làm nổi đâu, giỏi lắm. Khi mà họp là nói chuyện rất là nhanh, nói chuyện cái gì cũng dứt điểm rẹt rẹt, nhưng mà đi ông cái là chị lấy cái chai La Vi á anh em, chai La Vi không, người ta đem chai La Vi chai nước lọc á,
À, người ta dọn chai ra, cái bà cầm cái chai, bà nói chồng bà ngồi đâu, cái bà nói chồng mở nắp giùm em với, mở nắp giùm vợ với. Cái ông chồng nắm cái nắp, ông nắp rát, cái ông đưa qua, cảm ơn chồng. Mình rất là bất ngờ về chuyện này đúng không? Hỏi chị rằng là u sông là ngộ chị Mai, sao mà tự nhiên cái bình thường thấy chị khác và tự nhiên ngồi có chồng chị, cái em thấy chị khác à? À, chị nói đó là chồng của chị mà Phong, không đó là chồng. Chị sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ nhỏ chị đã phải chạy xe ôm nè, phụ hồ nè, để nuôi 6 đứa em ăn học. Có cái thứ gì trên đời này khổ cực nặng nề nhất mà chị chưa từng trải qua đâu không? Xin lỗi em, chứ cái đầu của ông chị vằn còn được nữa, chứ đừng có nói cái chai La Vi à. Nhưng ó là chồng của chị, đúng không? Chồng của chị phải để cho ông được làm chồng, đúng không? Mình phải mềm mỏng, người đàn ông người ta là phải mạnh, em mình phải yếu, mình phải mềm, đúng không? Người ta vuốt ve là người ta vuốt ve con mèo, chứ có ai mà vuốt con hổ bao giờ? Có ai thấy người ta ôm con hổ vào lòng vuốt chưa? Thế tôi thì tôi chưa thấy nha. Không biết quý chị có thấy không, chứ tôi chưa thấy. Nhưng mà tôi đã rất là nhiều lần thấy trong cuộc đời này người ta ôm con mèo, người ta vuốt. Đó, người ta vuốt nhẹ nhàng đó. Thấy không? Ôi, trời, bố ai dám vuốt. Thấy không? Rồi đâm ra là cứ làm cho cố vô đi. Rồi bắt đầu kêu là tôi khổ này biết không? Gồng lên. Ai biểu khổ? Bây giờ việc của con thì biểu nó làm việc đi. Có những người gọi là suốt ngày cứ nói là phụ giúp cha mẹ, vào tới cộng đồng hiện tại của tâm giới lực rồi, đừng có dùng cụm từ này nữa nghe không? Đừng bây giờ nói mẹ con ơi xuống phụ giúp mẹ với, không không, đừng bây giờ nói như vậy, không bao giờ nói như vậy. À con à, xuống đây làm việc cùng với mẹ, à con làm việc này nha, mẹ làm việc này để chúng ta kịp có một bữa cơm. Không nhịn, không làm nhịn, không, chúng ta quy ước rất là rõ ràng. Rửa chén mà kêu là xuống đây phụ mẹ rửa chén, phụ mẹ bỏ rác, phụ mẹ lau nhà, làm gì có cái chuyện đó. Tất cả đều là cùng nhau mà làm. Có người định nghĩa thế này nè, lau nhà là chuyện của đàn bà, không, rửa chén là chuyện của đàn bà, làm gì có cái chuyện đó. Rồi lau nhà là chuyện của ai? Chuyện của đứa nào có đi trên cái nền nhà đó. Rửa chén là chuyện của ai? Chuyện của đứa nào có ăn cái chén đó. Nấu ăn là chuyện của ai? Đứa nào biết ăn là đứa đó phải biết nấu, thấy không? Cùng nhau phụ, phụ ở đây là gom lại, thấy không? Bây giờ chúng ta gọi là nhiều năm như vậy, bản thân tôi không có hiểu được cái điều này, nên đôi khi tôi đã làm bị trật, bị trật ra, thì dẫn tới là khi mà mình vô thực tế mình mệt. Ở trong công ty tôi cũng vậy, em ơi phụ anh tay. Không, có việc của chị, việc của anh. Còn nếu anh thấy anh làm được việc của tôi, lên làm đi. Hiểu không? Làm đi, lên làm, tôi sẽ làm việc khác. Bởi vì chúng ta sinh ra mỗi người có một cái mệnh khác nhau. Có những người sinh ra là để làm tài chính, có người sinh ra để làm đào tạo, có người sinh ra làm kế toán, có người sinh ra để làm tổ chức, vân vân. Chúng ta không có ai mà gọi là phụ ai đó, không ai giúp ai đó. Chúng ta mỗi người mỗi việc, làm đúng cái thế mạnh của mình, rồi sau đó chúng ta chia sẻ với nhau những điều tốt đẹp. Chúng ta làm như vậy thì nó có một cái tổ chức lớn mạnh, được không anh em? Ai đồng ý với tôi rằng là chúng ta cần phải cùng nhau làm, chứ không phải là ai phụ ai hết á, anh em mình đúng không ạ? Vậy thì các chị mà muốn cho đỡ cực á, thì dạy cho con của mình làm việc, được không? Dạy cho con của mình làm việc. Có người bảo trời ơi thầy ơi, con tôi nó không được như con thầy đâu, chồng tôi không được như chồng thầy đâu, à quên, cũng được như thầy đâu. Thế thì bây giờ tôi nói mà ông không biết làm, từ nhỏ ông không biết làm, nhỏ không làm, bây giờ làm. Cha mẹ ông hồi nhỏ không có dạy ông đúng không? Cha mẹ không dạy, giờ em dạy anh đây, đúng không? Tức là mình phải cùng nhau, mình làm sao mình kêu gọi gia đình của mình làm việc cùng với mình thì mình sướng. Còn nếu như mà trong một gia đình mà ông đã là người đi kiếm tiền thì mình nhận trách nhiệm là nội tướng thì thôi, không có gì để bàn, nó xem như là hai cái job ở trong công ty vậy đó, không có gì để bàn. Ví dụ như người làm kinh doanh, một người làm kế toán, không có gì để bàn, lo việc của mình cho tốt, được không anh em? Còn nếu mà hai người cùng đi làm, tự nhiên hai người cùng đi làm, cái chồng về thì ngồi coi tivi, nằm lên salon coi tivi coi đâu anh, vợ thì lục đục lau nhà nè, rồi giặt đồ nè, rồi nấu ăn nè, cái đó bậy ơi. Cái này là chúng ta đang làm lỗi đạo, mà lỗi đạo thì bị khuyết đức, mà khuyết đức thì đời chúng ta khổ. Chúng ta nhớ là ông bà mình dạy là
Có đức thì mặc sức mà ông, được không? Có đức thì mới mặc sức mà ông, có nghĩa là mình phải vuông tròn cái đức của mình cho nó ngon, còn mình làm cho nó bị khuyết đi rồi thì thôi còn gì nữa đâu nói. Mà nếu mình muốn trở thành một con người có đức thì nguyên tắc là mình phải có đạo, người ta gọi là đạo đức. Ông ba mình dạy rõ ràng ràng mỗi ngày cứ hay nói đạo đức, à anh cần phải là con người có đạo đức, à người đó đạo đức lắm, người đó có đạo đức lắm. Ồ thầy em thấy cái người đó sống đạo đức lắm mà sao đời họ khổ thầy, sao chị biết, chị có ở bên cạnh người ta không? Tức là khi mà mình nói là à, người đó rất là đạo đức nhưng người ấy khổ, là chúng ta không tin vào luật. Luật ở đây tôi nói là luật tự nhiên, luật của vũ trụ, chúng ta không tin luật nên chúng ta mới nói như vậy. Chúng ta đầu tiên là không hiểu luật, hoặc là có nghe có hiểu nhưng không có tin. À thì thôi tùy. Nhớ là trong một công ty bé bé thì cũng phải có luật, trong một cái đất nước bé bé cũng phải có luật. Đất nước chúng ta nhìn á, từ Bắc chí Nam chúng ta đi có người chưa đi hết đất nước này đâu. Nhưng mà nếu đi hết rồi, cuối cùng chúng ta cũng biết rằng đất nước chúng ta rất là bé. Nó bằng một cái bang ở nước Mỹ thôi. Đúng không? Xong rồi mà cái nước Mỹ nó to rồi, nước Mỹ, nước Nga, nước Trung Quốc nó to, Ấn Độ rồi nó to vật vã vậy đó. Thì cuối cùng nó cũng chỉ là một hạt gạo. À, so với cái quả địa cầu thôi. Mà quả địa cầu này thì chỉ là hạt gạo so với cái dải ngân hà. Mà một cái ngân hà tức là gồm có sao Hải Dương, Thiên Vương, sao Kim, sao Thủy, sao Mộc, trái đất, mặt trời gồm lại đó thì nó cũng chỉ là hạt gạo của thiên hà mà thôi. Tức là rõ ràng là nếu mà xét xuống cấp độ con người chúng ta thì không biết chúng ta giống cái gì. Anh có hình dung ạ? À, tất cả một cái hệ thống vĩ đại như vậy mà để cho nó được vận hành, anh em nghĩ nó có luật không? Hỏi chân thành anh em nghĩ nó có luật không? Một cái công ty của tâm trí lực, trời ơi, nhỏ như hạt gạo vậy đó mà còn phải đặt luật ra mới vận hành được, chứ không có luật là thua, không có luật là thua. À vậy thì cái vũ trụ mà vĩ đại như thế này mà anh em nghĩ không có luật hay sao? Ai tin có luật thì gõ vào có, ai không thì nói không. Ở đây tôi chơi luật rừng, tôi thích chửi vợ tôi là tôi chửi, tôi thích cho bà khổ là bà khổ, sướng khổ là trong tay tôi. Được không? À, tôi thích nói cho đau lòng là đau lòng. Được không? À, ok. Không không tôi không có nói anh chị sai đâu. Tất cả mọi suy nghĩ đều là đúng, đúng với cái người nói đó. Nhưng mà nhớ là kết quả hoàn toàn khác nhau. Chúng ta chọn sống theo cái cách đó thì kết quả là nó vậy. Chọn sống theo cách này nó là như vậy. Được không? Có luật đúng không? Tôi tin nó có luật. Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.